hãy chơi trò chơi đoán hình dạng. Các con đã sẵn sàng chưa? Yeah! Yay! Nào đoán là hình gì bé biết không? Nhọn lắm chúng có ba cạnh kề bên. Là hình gì bé biết không? Là hình tam giác. Phải, đó là hình tam giác. Bây giờ hãy cho mẹ xem một vật có hình tam giác. Cái này. Và cái này. Tuyệt vời. nào đoán là hình gì bé biết không? Bốn cạnh đây với bốn góc đây là hình gì bé biết không? Là hình vuông. Phải, đó là hình vuông. Bây giờ hãy cho mẹ xem một vật có hình vuông. Cái này. Và cái này. Giỏi lắm. Nào đoán là hình chi bé biết không? Tròn xoe cạnh thì không, là hình chi bé biết không? Là hình tròn. Phải, đó là hình tròn. Bây giờ hãy cho mẹ xem một vật có hình tròn. Cái này. Và cái này. Giỏi lắm. Nào đoán là hình chi bé biết không? Hai cạnh thì ngắn hơn hai cạnh này đây, là hình chi bé biết không? Là hình chữ nhật. Phải, đó là hình chữ nhật. Bây giờ hãy cho mẹ xem một vật có hình chữ nhật. Cái này. Và cái này. Tuyệt vời. Nào đoán là hình chi bé biết không? Vài nhọn năm góc đây trên trời cao, là hình chi bé biết không? Là ngôi sao. Phải, đó là ngôi sao. Bây giờ hãy cho mẹ xem một vật có hình ngôi sao. Cái này. Và cái này. Tuyệt vời. Giỏi lắm các con. Hôm nay chúng ta đã học được rất nhiều về các hình dạng.